thì trên con heo móc hàm đó, khi người ta đã làm sạch như thế này rồi, đại khái là người ta đã cạo lông mổ ruột lấy đồ hết sạch sẽ rồi đó. Tức là trên đây thì em đã cắt bỏ cái phần mỡ bụng nhé, tức là chỗ cái hai bên này thì nó mất khoảng độ vài lạng gì đó, chưa tới 1 kg đâu. Rồi hai cái mỡ ở bên hai bên cái ba chỉ này, hai bên hông bụng này thì mình đã nộp đi rồi. Còn khi mà các bác đi móc hàm ấy, thì người ta để nguyên như vậy luôn, thì tức là người ta sẽ chẻ một cái sống vừa là chẻ vào giữa cái sống này, cái sống này người ta gọi là cái xương cốt nết đây, thì người ta sẽ dùng con dao người ta chẻ đôi nó ra, chẻ đôi xuống đến đáy cổ luôn đó, tức là chia đôi con heo ra, tức là bác sẽ có một cái phần đùi trước ba chỉ, phần đùi đùi sau đấy, xin lỗi các bác, đây là đùi sau nó đến phần ba chỉ rồi tới phần đùi trước, tức là đặt đôi ra thì các bác sẽ có một bên. Thì sườn thì đây thì các bác cũng cứ căn theo đây để em xem có nhìn thấy không. Đó. Đây thì sườn thì mình sẽ phân chia đùi trước. Đùi trước thì ở đây nó từ từ cái sụn này, tức là hai bên nó sẽ vào cái ức này, nó sẽ có cái phần sụn, thì các bác cứ căn ở đây các bác. Nó có cái đường xương, cái xương xương ba chỉ này gọi là xương sườn này, thì các bác cứ theo cái đường đó cắt ngang ra, bên này cũng vậy đó, mình cắt ngang ra, cắt đứt luôn, thì kể cả tới cái sống hoặc tới cái cốt nết này cũng vậy, chặt nó ra đứt ra đây thì từ đây đổ xuống thì nó sẽ gọi được phân chia về cái đùi trước đó. Rồi phần ba chỉ sau đó thì mình sẽ tách đây, cái tất cả các cái phần của nó đều có một cái vách ngăn thì mình sẽ tách ra rồi cắt cái này sáp vào đây, thì nó phần này nó thuộc cái ba chỉ, còn lại là cái đùi đùi sau. Vậy thì bây giờ em sẽ đi làm, em sẽ tiến hành em làm, thì cái của em thì em để nguyên con, em không có chẻ xương này ra, tức là em sẽ lấy hai bên này em sẽ chẻ vào cái giáp giáp ở đây nó có cái sụn, em sẽ chẻ hai bên nó vào giáp đây, thì em tách ra làm ba chỉ hai bên, và em để nguyên cái cốt nết chứ em không có bổ ra, tại vì em không có bỏ chỉ đó, em cũng không có móc hàm cho nên là em không cần phải chẻ ra đó. Còn các bác đi lấy móc hàm thì bác lấy nguyên con về thì các bác để hoặc các bác bổ đôi ra tùy, còn ví dụ các bác lấy nửa con thì buộc người ta sẽ chẻ đôi chia đôi cái xương này ra đó, làm sao một cách nó công bằng nhất, nó chia đôi ra đó. Thì bây giờ em sẽ tách cái phần đùi trước ra trước, sau đó em sẽ rớt cái kia xuống sau. Rồi như trên đây thì theo cái cách làm của em làm nguyên con thì em sẽ làm như thế này, em sẽ chẻ xương sườn hai bên rồi cái đùi sau tí nữa em chắc vào đây, tách bên này cũng vậy luôn, nên mình chặt mỗi bên một cái thì nó sẽ tách ra hai bên, nó thành hai cái đùi sau. Rồi cái phần sườn sườn em sẽ tách như thế này, thì các bác một bên ấy thì các bác cũng cũng vậy thôi, chỉ khác cái là nó chẻ đôi này ra, chẻ đôi cái xương sườn cốt nết này ra, sống chẻ đôi ra, thì các bác tách nhá. Cũng sườn cũng theo cách này luôn, cũng như vậy luôn, cứ tới cái sụn này bác tách cắt đứt nó ra thì nó sẽ thành cái đùi trước. Để em rớt nó cái đùi trước xuống trước, em cắt đứt cái xí sống ấy luôn. Và rồi như cái này thì em đã tách về cái phần đùi trước ra rồi đó, thì các bác lấy nửa con, các bác lấy nửa con thì về cũng chẻ đôi ra như thế này thôi, chẻ đôi cái sống ra thì các bác tách như thế này ra ba chỉ, rồi tới cái xương xương háng này chỗ này các bác chặt một đường tách từ phần đuôi tách ra, cắt thẳng ở đây tí em cắt được bác thẳng đây thì nó sẽ ra phần ba chỉ. Rồi thay vì em để nguyên thì nó cũng như phần cái đùi trước đây, các bác nhìn vào cái đùi trước của em nhé, thì em cũng bổ cái phần đùi trước này, em sẽ bổ bổ đôi ra thì nó như thế này. Thì theo như nửa con á mà móc hàm thì người ta cũng chẻ từ đầu đến đuôi, từ cái phần đuôi cho tới cái phần cổ này thì người ta cũng chẻ đôi ra như thế này, rồi bác tách cái sườn này ra. Rồi bây giờ em sẽ đi vào em tách cái sườn này, em sẽ chỉ cho bác lọc từ đâu nhé. Các bạn nhớ là mình phải dùng cái khăn sạch nhé, mình luôn luôn mình lau. Thì hai phần đôi này thì ở giữa đây nó có một cái
sống lên thì mình chấp nhận mình để nó một bên. Đó, các bác trẻ sống tới cái quạt này, ở đây hai đầu đây nó cũng có một cái vá này, đây nó cũng có một cái vá này, tức hai bên. Máu ngày tới là nó ảnh hưởng đến cả cái video, cho nên là ra đồ thứ cũng vậy thôi, thì bán nó mới được lâu, nó không bị, nó đỡ nhanh hư hơn. Bên này thì nó cũng như thế. Đây cái này á, mình buộc mình để về một bên chứ mình không có chẻ đôi nó được, nó rất là mỏng, một cái xương rất là mỏng như này, mình không thể nào mình chia đuôi ra hai bên được, thì mình buộc mình để nó về một bên. Tùy nhé, tùy theo vùng miền, ví dụ như là nơi thì nọc thịt để thịt nhiều, mà nơi thì để ít. Thì trên này như em thì xương đổ để thịt nhiều lắm. Rồi cái phần này thì để mình tách nó ra thì nó sẽ là cái thịt vai. Các bạn thấy đây, phần này là thịt vai nhé, phần vai thì cái sườn mình tách ra thì đây nó theo nó có một cái lớp màng bọc ở đây này, đây nó có lớp màng bọc này. Ở hai bên nó đều có cả. Đó, tất cả các cái khớp thịt nó đều có một cái gọi là một cái điểm nó cách nhau từ một cái lớp màng, lớp bọc, thì nó rất là dễ phân biệt. Mình cũng mình xem video thì có thể là mình không hình dung ra được, nhưng mà khi mình làm trải nghiệm mình thực tế thì mình sẽ biết được. Đó. Bây giờ em sẽ tách cái thịt thịt vai ra nhé, và cắt chát vào cái xương này. Em sẽ làm từ từ để cho nhìn bác tham khảo. Rồi mình đặt ra, mình cắt thẳng này. Đó, nhớ ra một bên bên này cũng vậy, mình cứ kè theo cái sát cái xương, mũi dao sát cái lưỡi dao sát cái xương mình cắt thôi. Chim nó gáy sớm, có điện. Đấy, em luôn phải nấu miếng thịt nó khô như thế này. Thứ nhất là nó đẹp, miếng thịt của mình nó không bị bẩn, nhìn nó không nhiễm chưa máu đổ. Thứ hai nó khô miếng thịt thì bảo quản nó khá được lâu. Đấy thì đây đây thì mình sẽ chia nó thành thịt vai nhá, còn thịt cổ thì nó nằm bên này, hai bên. Tức là hai miếng này sẽ là thịt cổ, tí nữa mình tách đây thì nó sẽ là thịt cổ. Đó. Cái này là thịt vai, thì mình sát cái xương này mình chạy hai bên. Rồi em sẽ đi cắt cái này, cắt cái màng này đi trước. Đây nó có cái lớp màng này thì mình tỉa tỉa đi. Đây trên đây này cái thịt cổ này. Đó, thì em sẽ hướng dẫn cho bác cách tách cái thịt cổ này, thì bác cứ đẻ dao vào thẳng. Đây nó cũng có một cái khớp này, đây bác nhìn này, đây nó cũng có một cái khớp đó, tất cả nó đều có một cái khớp để tách biệt luôn, thì mình cứ đẻ vào đây mình cắt thôi. Đó nào, cứ làm miếng nào xong thì mình nhông miếng đấy. Đó thì đây, thì đây là nó là miếng thịt cổ nọng. Thì nọng thì heo nái thì nó với nọng nhiều, chứ heo 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 thưa heo tơ mình thì nó không có nọng mấy đâu, hoặc là heo tơ nhưng mà phải là heo mỡ, heo cái loại mà hai mề á thì nó mới nọng nhiều. Thì đại khái là cứ gọi nó là cổ đi, cổ thì cổ nọng này. Đó đây cổ này.
này cũng vậy thôi, bên này mình cũng, cũng cứ tách theo như vậy, nó có khớp cả. Đó thì nó tách riêng cái phần thịt cổ ra, thịt cổ rồi như em là em làm là em để nguyên như vậy luôn, em chặt chân giò ra rồi em lọc em để cả bụng vậy thôi, để tí em tách sau, nhưng mà cái này em vừa làm em vừa tách luôn cho bác thấy thôi, hình dung ra được thôi. Đó đây là thịt cổ rồi, cái phần tí nữa là mình lọc á, thì mình sẽ dùng con dao mình sẽ lọc, bắt đầu khi khi cái điểm lọc đầu tiên ấy, khi mình bắt đầu mình cắm cái mũi dao ấy, thì mình sẽ cắm vào cái đầu tiên này chỗ này. Hơi khó thấy nhỉ, đây để vậy cho kiểu gì này. Đây thì đầu tiên mình sẽ chú mũi dao vào đây hoặc bên này, tức là vào cái đầu xương quạt mà có cái sụn này, mình sẽ lọc từ đây lọc trước đó, thì buộc mình phải cắt cái chân giò này ra trước sau đó mình mới lọc được. Thì bây giờ em sẽ cắt cái chân giò ra rồi em thực hành luôn cho bác. Đó. Chân giò thì bác cứ cầm cầm cái chân ngược lên như này, cầm vào đây cắt máu 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 khoanh tròn nhé, cắt khoanh tròn cái này ra. Máu này ảnh hưởng tất cả cái video rồi. Ở đây thì nó cũng có một cái đường này ở giữa cái lỗ này luôn, giữa cái hổm hổm đó đó, các bạn nhìn thấy cái đường trắng trắng này không, các bạn nhìn thấy đường trắng trắng này không, đây thì nó cũng có một cái lớp màng rồi, mình cứ theo đó mình cắt ra đây, sang đây mình căng thẳng đây mình cắt ra đấy, thì nó sẽ ra một miếng thịt nách. Đây đấy cái kem đây, cái cục bắp tròn tròn này là mình cắt nhé, mình cắt nó thành một cái miếng nách đi đấy, rất là đơn giản, nó đều có một cái khớp, mình cứ theo đó mình cắt thôi. Đó đây là thịt nách nhé, để bác hình dung cho nó dễ, em phải làm từ từ và chi tiết như vậy. Đó, mình cầm dao chặt xương mình đè một cái, mình để một cái một thôi, cái xương này nó cũng rất là dễ ra. Rồi bây giờ em sẽ đi vào lọc cho bác. Đầu tiên thì mình đã nhìn thấy hai cái đầu đây rồi. Đấy. Mình sẽ tiến hành lọc từ đây. Đây là gọi là cái xương quạt hoặc xương vá gì đó. Xương quạt xương vá đây nhá. Đây thì ở cái điểm mình vừa chặt đây, mình vừa chặt chỗ này thì mình không 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 có bắt đầu từ đây mà mình bắt đầu từ cái điểm này. Bắt đầu từ cái điểm lọc này. Đó. Bắt đầu từ cái điểm quạt thì các bác đè con dao vào đây, nó đi theo một cái đường chéo chéo như này. Đó. Đấy. Bên này cũng vậy. Để khi em ra cái xương rồi cho các bác hình dung được cái xương quạt nó như thế nào. Trông nó như gần như cái quạt đó. Rồi bắt đầu mình phải cầm từ đây. Từ đây. Khi bắt đầu cái điểm điểm để mình lọc á thì mình chẻ từ đầu quạt này. Và cứ tưởng tượng nó giống như cái quạt ấy, một đầu to đầu nhỏ. Đầu xòe ra, đầu hơi hơi khum vào. Đấy. Em đã ra được cái xương của nó rồi. Rồi cái phần này thì mình gọi nó là bắp đùi trước nhé, bắp đùi trước em tách bớt cái thường là những cái thừa thẹo này đi để cho tạo cho cái miếng thịt của mình nó đẹp ấy. Thank you.
Rồi như vậy là mình đã xong được một cái đu trước rồi, thì đây còn về cái xương thì nó sẽ nằm như thế này các bác nhé. Tức là ở đây nó sẽ có một cái hình dạng nó như kiểu cái mũi khế, có hiểu đó, hình dạng như kiểu mũi khế thì mới nách con dao ở đây là như vậy. Thì hình thức nó sẽ nằm như thế này đây đấy, nguyên bản nó nằm như thế này. Khi bắt đầu lọc, khi bắt đầu mình lọc là mình đưa cái mũi dao vào cái đầu tiên bên này hoặc bên này cũng được, thì mình cứ chấn con dao, mình lợi làm sao nó sát vào cái xương này, cứ sát và theo tới cái cụm này, tới cái khớp này thì mình lách nó ra một tí, và cái cục này thì nó riêng, và cục này thì nó vào cái chân giò bên này vậy. Mình cứ chấn chấn, vừa chấn vừa ép làm sao lách dao sát vào cái xương đó. Thì thực ra lọc mà lọc sạch cái thịt này cho nó chi xương nó sạch ấy, thì nó dễ hơn mình vừa lọc mình để lại một tí thịt như này. Thì cơ bản thì nó chỉ có như vậy thôi, các bác kết vậy theo vậy các bác làm thôi đó. Rồi về phần cái đùi á, miếng thịt đùi á, phần miếng thịt đùi thì bây giờ các bác để nguyên tảng như thế này, rồi tí nữa các bác cắt cắt thì tất cả mình cứ cắt theo cái thớ dọc của nó nhé, cắt theo cái thớ dọc này. Đó, cắt cắt to cắt nhỏ, ví dụ người ta mua 1 ký thì cắt 1 ký, 2 ký cắt 2 ký ra một miếng thịt. Rồi từ đây tới đây, cái chỗ này thì mình cứ theo cái thớ dọc này mình cắt thôi. Đó, mình cứ theo cái thớ dọc cắt to cắt nhỏ 1 ký 2 ký hay nửa ký tùy vậy thôi, rất đơn giản. À, hình dung như vậy nó dễ. Bắt đầu lọc là từ cái quạt đó, nó cũng y như cái nãy thôi. Ở đây thì mình sẽ cầm cầm nó lên, cái cắt tới cái sụn tới cái gân của nó là mình chạm xương là mình lách rồi thôi. Để như thế này thì nó ngược tay em hơi khó làm tí, không biết nó có thấy được không đó, rất là đơn giản. Mới đầu thì nói chung là hơi ngượng ngùng, tách con dao mình lựa con dao nó không không đúng chỗ thì nhiều khi nó chọc vào xương vào ấy, các bác cảm thấy nó bị vướng nó khó. Mà khi mà mình làm một vài lần rồi thì nó quen, nó biết mình nhận biết được những cái điểm đó để mình tách, mình đưa con dao vô thì nó rất là ngọt và nó dễ. Đại khái là cách thì chỉ có đơn giản như vậy thôi, nhưng quan trọng là mình thực hành nhá, mình làm nhiều mình sẽ quen tay. Em thì không phải thầy thợ gì đâu, không không cũng không, không giỏi giang gì đâu, chẳng qua là mình đi trước, mình làm trước thì mình biết thôi. Đó, đơn giản như vậy. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành làm cái phần sau. Rồi đây là phần ba chỉ và đùi sau nhá. Đó, thì ba chỉ phần đùi trước thì mình đã tách từ cái sụn kia ra rồi, thì bây giờ mình sẽ tách như thế này. Em cũng nói lại nè, bổ chọc như thế này, bổ 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 giữa cái sống này ra, thì bắt về cũng tách ra một bên ba chỉ như thế này đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thay vì em để nguyên cái này thì các bác trả đôi ra. Rồi bây giờ em sẽ đi vào tách phần ba chỉ rồi tới cái mông, ba chỉ cốt nết xương sống. Thì trước khi các bác tách thì các bác trải cho nó cân nó đều ra nhé, nó cân đều ra. Thì tí nữa mình cắt cái miếng thịt cho nó đều đặn nó đẹp, trông là mình để nó lệch nó xéo mình cắt là tí nó ra cái phần thịt của mình nó xấu. Máu ở trong cái đầu xương nó ra rất là nhiều, các bác phải khó thấm nó. Em tách chị ra trước. À quên, em cũng 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 nói luôn là cái sườn đó, thì cái sườn mà không không tức là ba chỉ mà không để xương đó, thì như em để nguyên như vậy thôi, em bán ngang xương, tức là khi mà khách mua một một ký thì mình căn độ 2 đường, 2 đường cứ chẻ theo 2 đường mà cắt sát tới da cắt đứt ra, thì nó nằm khoảng 1 ký 1 ký,
to, còn heo nhỏ thì không được. Đó, thì em bán ngang xương. Còn trường hợp như ở một số nơi ví dụ như miền Bắc á, thì người ta sẽ tách cái sườn này ra này, tách cái sườn này ra là đây, cứ theo cái đầu sườn ở đây nó có cái sụn thì nó phân biệt rõ ràng là các bác mổ con heo ra bác nhìn thấy rõ ràng luôn. Đây, thì mình chẻ theo một cái đường như thế này đó, thì mình sẽ nột nó lên, mình nhấc nó lên thì cắt nó có một, cũng 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 có một cái lớp màng, nó giống như cái sườn đứng trước kia, nó có một cái lớp màng để mình tách. À, nó cũng y như vậy thôi. Đây các bác nhìn thấy, các bác hình dung được đó, nó cũng y như vậy. Các bác tách ra thì mình sẽ bán cái sườn này riêng, cái thịt ra chỉ riêng. Như em thì em để ngang xương đó. Cố gắng làm từ từ, phân tích kỹ càng để cho bác hiểu hình dung nó này. Đây thì tới đây thì nó đã ra rõ ràng là cái phần phần đùi sau đây rồi. Đây là phần ba chỉ rồi, mình cắt thẳng, mình can cắt cho nó chuẩn chuẩn đẹp đẹp rồi. Đấy rồi, ok. Đây, nó sẽ ra cho miếng ba chỉ như thế này rồi. Thay vì để sườn, để xương với lại không xương à, như thế này, có thành miếng ba chỉ. Rồi tiếp tục bên này cũng như vậy thôi. Cắt hơi xấu rồi. Đó, như vậy là nó ra riêng cái phần ba chỉ rồi. Thường thường á thì khi mà các bác nột nột cái sườn này nó lên ra, tức là mình không có bán ba chỉ ngang xương, mình nột cái sườn này ra để mình bán thịt đó, thì mình lấy sát, mình bỏ bỏ cái này dính trong đây nhé, tức là mình không có cắt nó ra để cho nó nằm vào phần cốt nết, thì nó sẽ nhiều cái thịt nạc hơn, thì cái thịt này nó có giá trị hơn cái cốt nết này, nó vừa nạc mà mềm, nó dễ ăn, thì cái thịt này hầu như hình như là nó cũng cao giá nhất đó. Thì các bác sẽ không có cắt một lớp mỏng để đắp vào chỗ này, tại vì sao, thì em để như ngang xương á, thì em cắt như thế này á, à, em cắt như thế này, em bỏ cái cục này đi, à, thì ở đây nó sẽ thành một cái chữ V như thế này, thì nó nhìn khi khi mình cắt miếng thịt ra thì nó xấu, cho nên em buộc em đắp vào một lớp đây để cho nó bằng cân cái miếng thịt cho nó đẹp đó, các bác hiểu không? Còn tại vì em không sợ hao hụt ở cái cốt nết này, cái cốt nết này có giá trị, nhưng mà ở trong em ấy, thì cái nạc không nó lại rất khó bán, nó không giá trị bằng cái miếng ba chỉ, nên là mình bán ba chỉ ngang xương mà được giá thì mình đắp cái cốt nết sang đây. Thứ nhất là nó lợi về cái phần ba chỉ mà đó, mà cái thịt ba chỉ này dễ bán, đa phần là người ta ăn ba chỉ nhiều, giá nó cũng cũng ngang ngang cốt nết đấy. Đấy, cho nên là em sẽ cắt như vậy. Đó, bác hình dung ra được không? Đây, cái miếng này đúng là nó nằm vào cái miếng cốt nết này. Nhưng mà theo cách của em, theo trong chỗ em bán này, em để như vậy để cho cái miếng thịt nó không bị xấu ở chỗ này, nó sẽ bị võng như thế này, nó sẽ thành chữ V như thế này. Đó. Nên là em phải để như vậy. Rồi, cái đùi sau thì nó cũng như vậy, nó tương tự như vậy thôi. Tới đây, cắt ra thôi. Đó, cái xương thì mình đã chặt ra rồi. Đây, ok chưa? Đó. Rồi cốt nết thì tách cái thịt này ra, một nữa mình tách vừa sát xương, hai nữa là để thịt giống như em, để thịt giống như em thì các bác hay đi hơi chéo cái lưỡi dao vào trong ở cái đó, thì để cho bác hình dung cho nó dễ,
Thì cái xương cốt nếp để nguyên một tảng cột ấy thì nó sẽ như thế này, tức là nó thành một cái hình tứ giác vậy này, thành một hình tứ giác luôn. Khi chặt ra thì bác sẽ hình dung được, thì khi nó nằm như thế này, cái đầu này nó nhọn, cái nằm như thế này, hai cái thịt cốt nếp nó bám hai bên, thì mình đi cái lưỡi dao nó hơi xiên xiên một tí, hơi nghiêng nghiêng một tí, chặt vào căn theo vào giữa đây. Đó, nào đây. Đây là cốt nết nhé. Rồi thì cốt nết thì nó rất là dễ rồi, mình cứ theo cái lớp da này mình tách nó ra thì nó ra cái miếng thịt thôi, nó không có gì khó cả. Ở cái đầu này, phần đầu này, chỗ này là nó liền với cái vai á, thì nó sẽ có một cái lớp mỏng mỏng ở bên dưới, nó riêng biệt ra rồi, mình để cái lớp đó đấy. Đấy thì nó sẽ ra một cái cục cốt nét như thế này, bên này cũng như vậy thôi. Thì cái này em để lại thì em cắt thành cái miếng này, cắt để mình để mình bán cả da luôn, nó hiểu không, để bán cả da luôn, tại vì cái miếng này nó giáp với cái phần mông, nên mình có thể bán nó thịt mông cũng được vì nó có thêm cái da nó lợi thôi. Bên này cũng vậy, mình tách cái cốt nét ra. Cứ theo cái lớp da mỏng mỏng, cái lớp màng của nó mình cắt nó ra thôi. Đó, nó không có cái gì là khó. Rồi cái phần đầu chỗ vai này, chỗ này nhé, thì bác cũng cũng cắt theo đến hết cái lớp thịt thì thôi. Cắt đến chỗ này nó mỏng quá rồi thì mình bỏ, mình cắt nó như thế này. Đó, thì cái này mình bán đại nó là thịt cổ hay thịt gì đó, rẻ rẻ hơn một chút cũng được. Tại vì nó có một lớp thịt thì cũng rất là nhiều người người ta thích ăn kiểu này, nó vừa có mỡ vừa có tí thịt. À, để bà bán cho nó lợi, thay vì mình tách cái này ra thì nó cũng chả bao nhiêu thịt, một miếng rất là mỏng, mình để lại bán thì nó lợi hơn. Cái căn mình làm từ cái đầu này nhé, từ cái đầu mình chặt này này, còn về cái phần chân giò này mình cắt ra thì mình lại không có bắt đầu từ đây mà mình bắt đầu từ cái đầu này. Đó. Ai nọc thì cũng bắt đầu từ đây hết, thì cái như cái này thì mình cắt bỏ này, ăn heo được này. Thì em có một cái video nói về con heo đực rồi. Ừ, cách mà nhìn biết thì nhìn vào cái chỗ này, thường thường nó con heo đực nó hay có mấy cái này, nó dính đây, nó thành một cái dây như này, thì bác tham khảo cái video đấy nhé. Rồi nhé, là người ta sẽ nọc từ đây đấy, bác theo cái xương này đấy, từ đây. Còn cái phần chân giò này mình không có nọc từ đây nhé, mình không có nọc từ cái phần chân giò nhé. Bây giờ để em cắt cái chân giò này ra trước đi, cho nó dễ làm. Chân giò thì nó có cái khớp đấy, đó mình cắt ra theo đó. Thì ở chân giò đấy nó có cái khớp này, hai bên 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 này một cái ra đây, thì mình chia vào giữa, mình tách nhẹ nhẹ theo cái đường sụn của nó ra. Rồi tới đây các cắt xách lên, xách lên xách lên thì các cắt ngang thì nó sẽ cân cái miếng chân giò, cân miếng thịt nó đẹp. Đây nhé, thì thường thường ấy là mình sẽ tách nó ngược tay ấy, cái kia thì mình sẽ học từ đây này. Thì đại khái là mình cứ căn từ cái đầu chỗ mình chặt này này, cái xương này mình, nó hình 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 chữ T thôi, cái dạng 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 nó như thế này đó. Thì mình sẽ lọc từ đây trước chứ không không ai lọc từ dưới này trước nhá, từ cái phần cắt chân giò mình không có lọc từ đó, mình lọc từ đây trước. Đây mình sẽ theo cái xương này để cắt cái miếng này ra nhá. Cái miếng này thường là nó nằm ở cái đầu thăn ấy, mà lúc khi mình cắt ấy cái thăn ra thì nó không có ở trong xương, mình không có móc được. Đấy, khi đây thì các bác có một cái lỗ ở đây, chỗ cái móng tay các bác móc như thế này để các bác xách lên xuống được. Đây, đây mình sẽ đi theo cái xương của nó, tùy vào từng nơi từng địa phương mà các bác ăn các bác lọc nhé, để thịt nhiều hay là sạch thịt
thì căn các bác làm thôi. Nói chung là để thịt nó mới khó, còn lọc sạch xương thì nó dễ hơn. Đây, ở đây nó có một cái khớp này, đây cái dạng hình chữ T thì như em đã nói các bác à. Rồi cái này thì em tách ra luôn đi, rồi tí nữa cái sau em để cho các bác coi luôn. Đây nó có cái sụn này, mình cứ cắt vòng quanh, cắt nhẹ nhẹ ra. Đó, đây là một cái xương xương ngang này, đấy, làm như này. Đó, để em tách cái xương ống ra luôn đi, dễ ngó. Nấu máu nó công phu lắm. Đây, thì dạng mình để cái xương như thế này đi, đây chứ. Đó, nó làm chính xác là như thế này. Thì bao giờ mình khi mình bắt đầu từ cái xương ngang này trước, thì mình nột cái được cái xương ngang ra rồi. Thì ở đây nó có một cái khớp, nó không phải cái khớp nhưng mà cái miếng thịt bắp thì nó cũng đã phân đường rõ ràng rồi. Đây, thì bác căn vào đây, các bác cắt ngang lại cho em. Đó, đây. Bám vào cái xương thì các bác một bể một là để một tí thịt ở trong cái xương ống, hai là mình tách sát vào cái xương ống mình nột. Đó. Đây, nó đều có một cái nớp này. Nó đều có một cái đường nó phân ra từng cái bắp thịt rồi, cục thịt này nó vào cái chân giò này. Bắp giò bên này cũng vậy thôi. Và khi bác chẻ hết ra hai bên như thế này rồi thì cầm lấy cái cụm ở chỗ mình cắt chân giò này, mình chán vòng quanh đi một cái nữa. Đó là nó ra cái ống, đây là cái xương ống nhé, xương ống. Đó, đây là xương ống này, thì nó nằm như thế này. Đây, em hình dung cho bác, đây là một cái hình chữ T này. Đấy, nó nằm như thế này. Khi mình tách là mình tách từ đây, tách từ cái này. Thì được, mình tách cái này ra trước, mình cắt vào đây, mình nột cái này ra. Đó, đây nó có khớp, nó úp vào. Nó có một cái lớp gân để bảo vệ thôi, để tiếp để cho nó nối. Thì mình tách, cắt cái gân đấy là nó tụt ra thôi. Đó, nó làm như vậy. Rồi tiếp đến là cái khúc ống này mình lột ra. Đấy. Rất là dễ. Rồi em cũng hướng dẫn cho các bác tách bắp thịt ra nhé. Từ từ để em cắt bớt những cái thịt thừa. Rồi bây giờ mình tách cái cục bắp này ra trước, cái cục bắp giò này. Đây. Đầu tiên mình tách cái cục này ra trước đi. Đấy, nó cũng có một cái nếp của nó chứ không có khó đâu. Đây cái cục này thì nó đúng là nó nằm vào cái chân giò, nhưng mà thay vì mình cắt cái chân giò nhỏ đi để con nó khỏi ăn vào các cái thịt này, nó khỏi bị hao, thì mình chấp nhận mình thừa cái cục này thì mình bán cái cục này luôn, nó gọi là cục thịt bắp. Tách thì mình tách theo cái đường của nó thôi. Đấy, mình cắt tỉa như thế nào, mình cắt bớt cái gân rồi các cái đầu thừa đuôi thẹo mình cắt đi cho nó đẹp miếng thịt của mình. Đây em làm thí dụ cho bác xem thôi, nhưng mà các bác phải xay thịt nhé, phải xay thịt thì mới cắt được, cắt mạnh tay để mà cái mục đích mình thịt cái đó mình thừa đó mình cũng đưa vào mình xay thịt, mình bán thịt xay thì giá thịt xay thì nó cũng vậy thôi. Đây đó, mình tách cho miếng thịt mông như này. Rồi tiếp đến cái miếng này. Miếng này một nữa là mình theo theo cái nếp của nó, theo theo cái đường ấy mình cắt chát á. Không thì bây giờ mình cắt thẳng như này để cho nó đều. Cả bên này cả bên này nó đều có cái phần da. Đó. Đó, nó thành một cái cục thịt rồi. Cắt bớt cái màng này đi, à, đẹp ngay, rất là dễ. Nhìn thì có thể là mình nắm được, nhưng mà khi mình bắt đầu mình làm nó hơi khó một tí, nhưng mà chưa quen thì thấy nó hơi khó một tí, nhưng là một vài con tự nhiên nó cũng quen. Đây, một cục thịt đéo. Thì khi mình cắt nhỏ để mình bán cho khách,
Tức là mình lọc từng tách ra như thế này rồi mình đếm nhá, thì mình đấy mình bán cho khách thì mình cắt theo cái dọc này nhá, không 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 cắt ngang, cắt ngang là nó xấu thịt nữa. Mình sẽ cắt dọc miếng thịt, ví dụ nửa ký hay 1 ký thì mình cứ cắt dọc rồi mình cắt thôi, Đó, theo sớ xấu. dọc cái miếng thịt mình cắt. Này thì phải bỏ đi một phần cái da thừa. Đây là cái thịt đầu rồng nhé, cục này người ta gọi là đầu rồng. À, cắt ngang đây, đây nó có cục bắp riêng, cục bắp này nó riêng, mà theo cái nếp nó. Mình cắt ngang đây thì chẻ đôi thì cục này là cái đầu rồng, còn cái cục này cục bắp giò thì nó nằm sát chỗ cái đuôi mình cắt chân giò đó. Sát lên cho xuống thì bác sẽ nhìn thấy cái khớp của nó đây. Này cắt. Cắt đứt rồi thì bác lấy con dao dài dài một tí. Cắt cho nó hết cái miếng thịt thì nó với chuẩn với đẹp được cái miếng thịt chân giò mà. Ngại cũng bắt đầu từ đấy, bắt đầu từ cái đầu này. Còn cái đầu này là cái đầu mình cắt chân giò ra. Rồi mình cắt chân giò ra này. Mình không có bắt đầu từ đây mà mình bắt đầu từ đây đó, hiểu không? Bắt đầu từ cái cuống này là như bên kia ngược tay thì mình bắt đầu từ này, nhưng đại khái là từ cái xương chữ T này mình bắt đầu từ đó, mình bắt đầu ra thôi, không có cái gì cả dễ. Đây thì phần chỗ cái khớp mình cắt đùi ra rồi, cắt giò ra đó. Cứ theo cái xương này mình cắt thôi. Thế này em không có tách cái tên này ra để vậy để nó bác dễ hình dung. Cái này ra rồi thì nó sẽ lộ ra cái khe thịt chỗ này, căng cắt ngang đó. Rồi vậy nó ra được một bên rồi, tới bên này ra trước đi, bên này cầm tay, tay cầm cái cục này đi, tức là đến cái bước cuối rồi. Ok chưa? Đó. Nó sẽ nằm như thế này, nằm như vậy đúng không, nằm như vậy đó, hình dung ra được cái xương nó nằm chưa đó, nó nằm như thế, như vậy. Nó nằm như vậy, bắt đầu nó bắt đầu từ cái miếng T này, cái cùi này là cuối cùng rồi. Cái T này thì bây giờ ở đây nó có cái nếp mà cắt nó ra và gì đâu, khá là dễ đó, chỉ vậy thôi, làm vài lần là quen thôi, không có gì khó đó, chỉ vậy thôi. Rồi tách thì cũng 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 như cái hồi nãy thôi, mình cũng tách cái bắp này đây, bắt giò rồi cái miếng này cũng vậy thôi. Căng thẳng lên cắt đấy, đó như vậy thôi. Mình cắt bớt các cái da, mấy cái màng màng này đi thôi, là để tạo cho cái miếng thịt của mình nó đẹp ấy. Làm sao để cho cái miếng thịt của mình nó cân đối nó đẹp, nhìn này, nhìn miếng thịt là muốn ăn rồi. À, muốn. Rồi ok chưa, đây là cái miếng này
nằm vào giữa nhá, nằm vào giữa. Đó. Đó. Đây chứ. Đúng rồi, miếng này nằm bên này thì phải nhỉ, hấp ra ngoài. Đúng, miếng này nằm giữa đấy. Đây hình dung được cái miếng thịt bắp giòn này, cắt ra rồi quên à. Đây đúng không, đây nó nằm như thế này. Đấy, đại khái là nó có ba cái lớp, nó nằm như thế là ra cái bắp giòn. Rồi, video của em thì cũng đã cố gắng tận tình chia sẻ với bác. Bác cùng tham khảo video của em, chúc bác thành công. Rồi, mọi người đang xem video của em, nếu thấy hay thì like cho em một lượt, chia sẻ cho em một lượt thì càng tốt. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để ủng hộ cho em. Mọi người có muốn em chia sẻ thêm điều gì thì cứ thả comment ở dưới video giúp em nhé. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người thành công ạ.